Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng em có lô máy cắt tỉa hàng dao và thổi lá cầm tay đeo vai nhật bãi rất là đẹp các bác nhá. Đó, hàng vừa về thì em tranh thủ rửa dọn. Thì hôm nay em giới thiệu bác là 4 cây máy cắt tỉa hàng dao, hàng 1 lưỡi, 2 lưỡi và một cái máy thổi lá cầm tay này, có cả đeo vai công suất lớn. Đầu tiên bác nào mà xem video thì nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Hàng là 0862 567 746 bác nhá. Số liên kết sử dụng ở Zalo. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc nên vẫn được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái. Bảo hành nòng điện riêng máy cắt cỏ là 9 tháng và thổi lá nòng điện 12 tháng các bác nhé. Đó, thổi lá cực kỳ đẹp, cắt tỉa hàng rào các đủ loại luôn. Đó, 1 lưỡi 2 lưỡi. Đầu tiên cây số 1 bác nhé. Cây này thì giới thiệu Echo, con này là GH100. Đó, con này công suất là 23cc. Đó, con này giá rất là rẻ luôn các bác nhé. Đời Echo, con này thì là hàng 1 lưỡi. Đó, máng miếc trắng tươi luôn các bác này. Đó, máng con này dài 40 các bác nhé. Đó, mà cắt 40. Tay cầm tay kiếc đầy đủ hết cho bác. Bình xăng mình chết này. Con này được trang bị là chế ra ngang. Đó, con này thì nói chung là bên em đã vệ sinh ngon lành hết cho bác rồi nhé. Bác về thì, sử dụng luôn. Echo thì con này cực kỳ là bền. Hàng 1 lưỡi. Con này thì chuyên mình đi cắt tỉa hàng bờ rào này. Đó, bờ tre. Đó, hàng sử dụng cây 1 lưỡi này. Cắt tỉa chè các bác nhá. Nó hạ gọn chè cực kỳ là hợp lý luôn. Chạy thì lợi xăng, Echo máy bền. Đó, lưỡi liếc này. Rất là đẹp luôn. Đó, lưỡi thép Nhật các bác nhá. Đó, máng miếc đều bằng sắt luôn. Đó, cây này nói chung là máy cắt tỉa hàng rào thì rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, tầm 5 kg. Đó, cầm đi cầm lại thoải mái bác nhá. Echo thì nó độ bền, thích hợp và trục giật sẽ được luôn. Đó, đầu tiên con số 1 thì bác giá là 1.300.000. Và bác nào mà quan tâm chi tiết hơn thì bác cơ nhắn tin qua Zalo cho em các bác nhé. Đó, sẽ test nổ luôn cho bác. Đó, đẹp đẹp lạc luôn. Đó, trắng tươi luôn các bác này. Đó, tem mác thông số đầy đủ Make in Japan. Đó, GHT100 Kyorit Chrome. Đó, 1.3 bao ship. Tiếp theo cây số 2, số 3 thì em có hai cây Taraka, đều là TH2000 các bác nhé. Đó, đều hệ 4 số, đời có trung tuần trợ lực này. Hai con này bên em nó vệ sinh ngon ngành rồi. Hai con này đều lưỡi dài 45 các bác nhé. Đó, mặt cắt 45 này. Đó, hai cây đẹp xuất sắc luôn. Hai cây này để đối bác là đồng giá là 1.8 triệu. Bác nào mà chốt cả hai cây thì em sẽ bớt cho bác một chút các bác nhé. Đó, Tanaka chế ra ngang này. Đó, cái hàng hai lưỡi này thì bác nào mà đi cắt tỉa cây bonsai hoặc là cắt tỉa cành thông các bác nhé. Đó, thì sử dụng 5 kg. Đó, đều là động cơ hai thì động cơ xăng pha nhớt. Đó, 5 kg. Đó, hai cây đẹp liền lạc như nhau. Bác nhìn này, lưỡi đôi nhá các bác nhá. Lưỡi đôi cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, hai lưỡi như nhau luôn. Đó, hai cây xuất sắc, hai cây này đồng giá là 1.800.000. Bố bạo bác nhìn này. Trắng tươi luôn nha các bác nhá. Đó, Tanaka TH2000 Made in Japan. Đồng giá. Tiếp theo cây cuối cùng của dòng máy cắt tỉa hàng rào đem cây của Shinowa. Con này là Shinowa thương hiệu số 1 hàng Nhật luôn các bác nhá. Con này thì mã của nó là HT20. Đó, con này thì máy đẹp liền lạc luôn. Con này là hàng 1 lưỡi. Đó, con này là hệ nồi đồng cuối đá. Mình sang mình xếp hình trắng tươi luôn. Đó, lúc liếc mình mặt rất là đẹp. Đó, con này lưỡi dài là mặt cắt là 50 các bác nhé. Đó, con này chắn trước đầy đủ hết cho bác. Ốp này bằng sắt này. Đó, lưỡi thép này trắng tươi luôn. Đó, riêng cái thép Nhật này bác nào càng cắt cây các bác nhé, càng sắc, cắt tỉa chè nên sử dụng dòng Shinowa này. Tua cao, nó xuống tua rất là cao bác nhé. Con này thì máy sẽ cầm nó đầm tay hơn một chút, nó rơi vào tầm con này rơi tầm 5.3-5.4 kg bác nhé. Nhưng bù lại máy cực kỳ là chất lượng luôn nên bác sử dụng dòng Shinowa này. Cái cuối cùng giá là 1.800.000. Bác nào mà muốn test hoặc quan tâm chi tiết hơn thì các bác nhắn tin qua Zalo cho em các bác nhé. Đó, Shinowa HT20. Tiếp theo hai cây máy thổi lá cầm tay đeo vai thì hôm nay em về được hai cây rất là xuất sắc. Một cây siêu nhẹ nha, con này đến thương hiệu Echo, con này là GH4526, con này công suất là 26cc. Make in Japan, Echo thương hiệu. Bác sử dụng dòng này cực kỳ là bền, trọng lượng của dòng thổi lá này rơi vào tầm 3 kg các bác nhé. Ai thể sử dụng được con này. Thích hợp là khớp nối này, thích hợp là hai ống thổi. Hàng hai thì hàng sang pha nhớt các bác nhé. Sử dụng giống máy cưa, máy cắt cỏ hai thì trục giật trợ lực. Đó, con này là bản đời 4 số luôn. Bác nào mà thổi sân vườn nhà, thổi trường học hoặc là thổi khu dân cư, riêng dòng thổi lá Echo này rất là bền. Bác nào mà đi thổi thuê, thổi mướn ngoài đường tầm 700 tiếng ngày bác nhá, Echo thì rất là nhạy nổ. Khi bác giật khi máy nóng này rất là nhạy nổ luôn. 3 kg cũng là mua về cho con em mình sử dụng, cũng rất là tiện lợi, nhẹ nhàng, nhạy nổ, giật phát là nổ thôi. Đó, riêng dòng Echo chạy thì cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu. Đó, cây này để bác giá là 1.800.000. Rồi, em tiếp tục bác nhá. Đang quay thì có người gọi để em tranh thủ giới thiệu tiếp. Đó, con này thì để bác giá là 1.800.000, hàng nguyên zin các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, bình xăng bình xiếc trắng tươi. Bồ bọng này.
Đó. Rồi, 1.8 triệu bao ship. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Thủ lá thì em sẽ test được cho bác nhá. Dây giật thấy chiếc trắng tươi luôn. Rất là nhảy nổ. Nhảy nổ luôn, tích hợp là trục giật trợ lực lớn đó. Các bác nào có con em nhỏ nên sử dụng dòng thổi lá cầm tay này rất là hiệu quả. Đó, rất là dễ sử dụng. 1.8 triệu bao ship. Tiếp theo cây cuối cùng, thêm một cây thổi lá đeo vai. Con này đến từ thương hiệu của Hitachi, mã con này là BHA 6510 65cc. Đó, rất là khỏe luôn, này là hàng 2 thì bác nhá. Thích hợp chế ra ngang này. Con này thì bên em đã vệ sinh ngon lành hết cho bác rồi. Ống rất là dài. Đó, ống dài 1,5 m, thích hợp là 4 ống công tắc tay gáo bóp trên tay luôn. Cả công tắc này bác gạt lên các bác nhá. Dây đeo các thứ đầy đủ bằng cách chắn trước này. Bằng vải lên rất là êm vai. Trọng lượng tổng thể của cây máy thổi lá này rơi vào khoảng tầm 9 kg. Đó, nếu mà đeo vai thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi, chứ mình đi thổi lá điều, cao su, sầu riêng, bác nào mình đi thổi chuyên nghiệp các bác nhá. Đó, thổi kiếm tiền. Riêng dòng 2 thì tua cao. Đó, bô bọng các nhìn này, trắng tươi luôn. Đó, con này thì bên em đã vệ sinh ngon lành hết cho bác rồi nhé. Cái này đẹp liền lạc, trên đẹp trên 9 nút luôn cho bác. Đó, khớp nối thì chiếc gửi sẽ em sẽ tháo từng khớp nối ra bác nhá. Đó, cho nó dễ vận chuyển. Đó, gọn gàng. Rồi, 2.500.000 để bác cây thổi lá đeo vai, công suất lớn, thích hợp là trục giật trợ lực bác nào mình có tuổi. Đó, giật dòng máy rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Đó, test cho bác nghe tiếng máy này, hàng nguyên zin. Bao ship. Rồi em xin phép kết thúc ở đây. Bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số hàng là 0862 567 416 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.